Bạn xôm cổ rụp chùm rịp xua đó là lúc được xây nên cả nhà lúc này bà phôn đó khả mà đoàn tiết. Ai xin khâm tha lúc này bà phôn đó khả niệm sọc sạp bài. Bạn khiêm năng bằng to ông bì cả ạ tỷ thàn đại bí Hì Sư Christ trung bồng riêng sắc rồi bà phôn. Ôi ạ tỷ thàn. Chúng chúng an lăng quênh nơi bà phôn bì mà thái. Chúng phúc tì bồn muối kho tì bồn buôn rò hốt tờ đó kho tì đập mùi bạn nơi không khó tí phẩm buồn Kri Yêu Sư Kri bàn bằng riêng phụ sát tha ai ai ạ thị than đôi tỏ tờ áo bệnh bệnh đà nơi dân khiêm đại cung nơi sát bảo rộng mà sọc ươi xôm xâm đánh bệnh niêm đô vị xuất rồi bọc bảo ông ai mà nụt lục sức quả xôm ai bệnh riêng bảo ông bàn mục đọc xong ai bệ hạ đã tây rồi bỏ ông ban sầm rảnh nơi lưu phản đế đôi nơi sàn bỏ rộng sọc đại xong bỏ tiên à ha đại dương khiêm trời ca nơi thằng ngày này vì thiên bọt đại khiêm này dây bạp lục này bỏ nơi thằng ngày này nơi dây âm pi xong bỏ tiên à ha à ha đại dương khiêm trời ca nơi thằng ngày này à ha cứ chìm một hộp bạn mà hộp miền mà hộp khang ai rụp cái hái có chỉ mà hộp khang ai pro lưng bình nhiên mà hộp khang ai rụp cái cứ nhầm tử chui ai rụp cái rụp riêng cái rồi bỏ nụ bàn rít chùm ràng làng miền mà hộp khá là ó mà hộp khá mình sâu là ó chân lúc nè bông bà ôn tặng ọc nế cứ miền bà nhà cực rõn hai khiêm chưa chân cứ lúc này bông bà ôn tặng ọc nế hai nè khiêm cứ dân chưa được rửa mà hộp đại dân nhằm nhằm tới đâm bây chùi đâm bây bắt đầu cầm lăng đâm bây bắt đầu hai thập rạch nhà đâm bây bắt đầu sắc hiệp lọ phong đại nơi khốn ông bệnh cùng bì sinh nhà chá rí cơ xung quan mẹ trái chá bệnh cho ông mà chá trung bán bồng riêng hai pháp tờ đó con trai Israel ông bì mà hộp na sạch na sạch na để trời nhắm cứ đi cùng hộp na sạch na sạch na mình trời nhắm hết đấy cứ bảo ông trung bất chi khoai khoai trung bất chi dốc là tây túc đại chỉ mua đừng lúc này bông phổ này nó khiêm đối chỉ con trai Israel đây chẳng bằng đây tham ấy cứ lúc này bông phổ này khiêm từ prau prạch nhà ở ban krup kron bị cha là nà môn nâng tổ tù tiền bỏ hộp à hàng nơi khốn ông mê riêng ở bài dương này thằng ngày ní chúng chẳng ai lúc này bỏ phòng bàn mưa ông bì rụp hiếp mùi chùm nuồn bạn đại chi rụp hiếp hiếm nặng đặn nơi khốn ông này ai lúc này bỏ phòng mưa ông bì mà hộp đại chi đo à ha rụp bà thăm đang bày bầm bòn đo ở lúc này bỏ phòng hai nâng khiêm à ha nơi thằng ngày ní à ha đôi chì năm đi bà dân trời ca à ha bạp na dân trong ru riêng miền chỉ vật bàn dư xâm rập khai ni xâm rập sắp ở đà ni xâm rập thang ngay ni cứ xâm rập ở đời ca ni ní chi à ha đại dân trời ca dân xâm rập ở đời ca ni lúc này bông phổn cứ miền nạc lạc cát phá đa sai cứ miền mà nuôi môi chùm nuôn miền ca phất phê nơi khăn ông ca đại lưu kiện này dây tham miền COVID miền corona covid đập làm buồn và vì lẽ cả nạn viên sẽ điên đôi chia và đã sai đây có phần là vì miền pành hà thông chẳng cứ lược vì và đã sai chẳng cứ chậm đã rút này bằng hai lúc này bằng phổ đồng ọc này ở lúc này một đồng ọc này bằng mưa mà bằng lai đi có play chơi thằng này cứ viên bàn phát đoàn và à hà rút vào thông vì sẽ cứ vitamin C đang bày chuối ở lúc này bông phá ôn chứ nè lưu chùm ngư phá sai chùm ngư cồn xem xem hãy có miền sạch môi chùm nuôn đại lúc này bông cua thật bị xa thật tu tiên bạch xông bà giặt ở mẹn tên xâm rập sọc ở phép bà xân ná bao sọc ở phép ở bao lúc này bông phá ôn mình rừng mòm tế sọc ở phép khang phần lưng bình nhiên có dạp đài mà là hỏi cứ trời thay đại xa sắc ở phía khang rụp cài ở bàn lọ đang bây thay ra sắc ở phía rụp cài bàn lọ lúc này mà bốn trở tại trong bài giặt này không cả từ tiền
ឲ្យ បាន ល្អ ដែរ ទទួល ទាន ដំណេក មាន ការ សម្រាក មាន ការ សម្រួល ឥរិយាបថ អារម្មណ៍ អី ផ្សេង ផ្សេង ដើម្បី បាន ល្អ លើស ពី នោះ ទៅ ទៀត ខ្ញុំ ចង់ សម្ដៅ ទៅ លើ អាហារ មួយ ទៀត ដែល ជា អាហារ ខាង ឯ វិញ្ញាណ អាហារ ខាង ឯ វិញ្ញាណ គឺ មាន សារៈ ប្រយោជន៍ សំខាន់ ណាស់ លោក អ្នក បង ប្អូន សម្រាប់ លោក អ្នក បង ប្អូន ហើយ នឹង ខ្ញុំ ដែល ជា អ្នក ដើរ តាម ព្រះ ជា អម្ចាស់ ម្ចាស់ ដូច ជា នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ យូស្វេ ជំពូក ទី 1 ខ ទី 7 ដល់ ខ ទី 8 គឺ ព្រះ បន្ទូល បាន ចែង ថា ព្រះអង្គ មាន ព្រះ បន្ទូល មក កាន់ លោក យូស្វេ ថា ដូច នេះ ចូល មាន កម្លាំង និង ចិត្ត ក្លាហាន ឡើង មាន កម្លាំង និង ចិត្ត ក្លាហាន ឡើង មាន កម្លាំង នៅ ពេល ដែល គេ ឮ ព្រះ បន្ទូល របស់ ព្រះអង្គ ព្រះ បន្ទូល ដែល ជំរុញ ទឹក ចិត្ត លើក ទឹក ចិត្ត ផ្ដល់ កម្លាំង ចិត្ត ដល់ គេ ហើយ ចូល យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ប្រណិប័ត តាម ក្រឹត វិន័យ ទាំង ប៉ុន្មាន ដែល ម៉ូសេ ជា អ្នក បម្រើ របស់ យើង បាន បង្គាប់ ព្រះអង្គ ឲ្យ ព្រះ បន្ទូល របស់ ព្រះអង្គ ក្រឹត ក្រម វិន័យ របស់ ព្រះអង្គ របៀប រស់ នៅ ដ៏ ល្អ ដែល ដើរ តាម ព្រះអង្គ គឺ ទៅ លោក ម៉ូសេ ហើយ លោក ម៉ូសេ ក៏ ឲ្យ ក្រឹត ក្រម នេះ ក្រឹត វិន័យ នេះ របៀប នេះ ទៅ កាន់ យូស្វេ ដែល ជា សិស្ស របស់ គាត់ ដែល ជា អ្នក ដឹក នាំ បន្តពី គាត់ ហើយ ព្រះអង្គ មាន ព្រះ បន្ទូល ថា មិន ត្រូវ ប្រាចាក់ ពី ក្រឹត វិន័យ នេះ ដោយ ងាក ទៅ ស្ដាំ ឬ ទៅ ឆ្វេង ឡើយ ធ្វើ ដូច នេះ អ្នក នឹង ទទួល ជ័យ ជម្នះ គ្រប់ ទី កន្លែង ដែល អ្នក ទៅ ធ្វើ ដូច នេះ ធ្វើ តាម ក្រឹត ក្រម របស់ ព្រះអង្គ ដើរ តាម របៀប របស់ ព្រះអង្គ ទទួល យក ដំបូន មាន ពី ព្រះអង្គ អាហារ ខាង វិញ្ញាណ នេះ ធ្វើ ឲ្យ លោក អ្នក បង ប្អូន ឲ្យ ខ្ញុំ បាន ទទួល បាន ជ័យ ជម្នះ គ្រប់ ទី កន្លែង ដែល យើង ទៅ ព្រោះ ឲ្យ យើង មាន ព្រះ បន្ទូល របស់ ព្រះ ជា អម្ចាស់ ម្ចាស់ បាន ជួយ យើង ខ ទី 8 ថា ត្រូវ ទន្ទិញ គម្ពីរ នៃ ក្រឹត វិន័យ នេះ ជានិច្ច ទន្ទិញ ពាក្យ ថា ទន្ទិញ គឺ ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ ចង ចាំ ថា ឲ្យ ថា ទៀត ប្រើ ឲ្យ ប្រើ ទៀត ចង ចាំ ត្រូវ រិះ គិត ទាំង ថ្ងៃ ទាំង យប់ ឲ្យ ប្រ តិបត្តិ តាម សេចក្តី ដែល មាន ចែង ទុក ទាំង ប៉ុន្មាន ដើម្បី ឲ្យ ការ អ្វី ដែល អ្នក ធ្វើ បាន ចម្រុង ចម្រើន និង ទទួល ជោគ ជ័យ ព្រះអង្គ ថា ទន្ទិញ ពាក្យ ព្រះអង្គ ហ្នឹង ពាក្យ ដែល ព្រះអង្គ បាន ឲ្យ ព្រះ បន្ទូល របស់ ព្រះ ជា អម្ចាស់ ម្ចាស់ ហ្នឹង ពិត ជា សំខាន់ នៅ ពេល ដែល អ្នក ចាំ នៅ ពេល ដែល អ្នក យក វា មក ប្រើ ទាំង យប់ ទាំង ថ្ងៃ អ្នក នោះ នឹង បាន ចម្រុង ចម្រើន នឹង ទទួល បាន ជោគ ជ័យ ជោគ ជ័យ នៅ ក្នុង ជីវិត នេះ មួយ ទៀត នៅ ទុតិយ កថា ជំពូក ទី 6 ខ ទី 6 ដល់ ខ ទី 9 ថា ត្រូវ ទុក ឲ្យ ព្រះ បន្ទូល ដែល ខ្ញុំ ប្រគល់ ឲ្យ អ្នក នៅ ថ្ងៃ នេះ នេះ ព្រះ បន្ទូល គឺ ជា អាហារ ខាង វិញ្ញាណ ត្រូវ ទុក ព្រះ បន្ទូល ដែល ទទួល បាន នៅ ថ្ងៃ នេះ លោក អ្នក បង ប្អូន ក៏ ចឹង ដែរ ទុក ព្រះ បន្ទូល ដែល លោក អ្នក បង ប្អូន បាន អាន នៅ ថ្ងៃ នេះ ដែល សិក្សា នៅ ថ្ងៃ នេះ ដែល ស្ដាប់ ខ្ញុំ នៅ ថ្ងៃ នេះ បាទ ឲ្យ ជាប់ នៅ ក្នុង ដួង ចិត្ត របស់ អ្នក ជានិច្ច ជាប់ នៅ ក្នុង ដួង ចិត្ត ជានិច្ច ចូល បង្រៀន កូន ចៅ របស់ អ្នក អំពី ព្រះ បន្ទូល នេះ ដាក់ នៅ ក្នុង ចិត្ត ផង បង្រៀន ព្រះ បន្ទូល នឹង ទៅ ដល់ កូន ចៅ កូន ចៅ របស់ យើង ផង ត្រូវ និយាយ ឲ្យ គេ ស្ដាប់ ពេល នៅ ផ្ទះ ពេល ធ្វើ ដំណើរ ពេល ចូល ដំណេក និង ពេល ក្រោក ពី ដំណេក ចង់ ទៅ ណា មក ណា គឺ និយាយ អំពី ព្រះ បន្ទូល ព្រះអង្គ នៅ លើ ឡាន នៅ លើ ម៉ូតូ នៅ ក្នុង ផ្ទះ ជួប ជុំ គ្នា និយាយ អំពី ព្រះ បន្ទូល ព្រះអង្គ ហេតុ អី គឺ ជា អាហារ ខាង ឯ វិញ្ញាណ ផ្ដល់ កម្លាំង ដល់ មនុស្ស បាទ ធ្វើ ដំណើរ ពេល ក្រោក ពី គេង ចង់ និយាយ ថា គ្រប់ ពេល និយាយ នៅ ព្រះ បន្ទូល ចូល ចង ព្រះ បន្ទូល ទាំង នេះ ជា សញ្ញា នៃ ជាប់ អង្គរ ដៃ អ្នក ខ្លះ គេ ឆ្លាក់ ធ្វើ អី មួយ ពាក់ នៅ កដៃ ជា ព្រះ បន្ទូល របស់ ព្រះអង្គ នៅ កដៃ គេ យើង ឃើញ ចនិច ដៃ យើង ដូច នីលកា យើង មើល ម៉ោង មើល អី ប៉ុន្តែ គេ ឃើញ នៅ ក្នុង កដៃ នេះ គឺ ជា ព្រះ បន្ទូល បាទ ជាប់ នឹង ដៃ ហើយ ដាក់ នៅ លើ ថ្ងាស របស់ អ្នក ដាក់ នៅ លើ ថ្ងាស របស់ អ្នក បើ យើង ដាក់ ព្រះ បន្ទូល នៅ លើ ថ្ងាស ហ្នឹង យើង មើល មិន ឃើញ ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ គឺ ព្រះ បន្ទូល នឹង គឺ នៅ ចង ចាំ ជ្រួត ជ្រាប នៅ ក្នុង គំនិត នៅ ក្នុង គំនិត របស់ យើង ជានិច្ច ចូល សរសេរ ទៅ លើ ក្របទ្វារ ផ្ទះ ទៅ លើ ក្របទ្វារ ផ្ទះ ចូល ទៅ ដល់ ផ្ទះ ដល់ នៅ ពេល ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ដល់ ផ្ទះ គឺ ឃើញ នៅ សម័យ ដើម គឺ គេ ដាក់ ខ 2 នៅ លើ ហ្នឹង ខ 2 នៅ លើ ហ្នឹង ដើម្បី មើល
nâng khlong thuê krong rồi bảo nè khlong thuê krong khlong thuê krong cứ cho tôi đó thuê krong mùi như thế kì đặt bệnh bản tù nâng và nơi bà tế mùi chùm luôn cứ kì đặt khó một bì và nơi khi khơi nơi xa rốt ẩm rích ấy đấy kì đặt khó một bì khó một bì nó bì mà nó chỉ là anh thế cứ khơi có khó một bì nó có bài phá lời nâng cứ kì an cho được khlong thuê krong nà mùi lúc nãy hai đây bàn phạm chẳng phạm ôi lúc nãy bóng phó nâng khiêm bạn chú ruột chú riêng bạn trong trăm nơi bệnh bản tù này. Chẳng cứ dường an bệnh bản tù này, an hai an tiết, tình tinh tiết, mưa tiết đôi mình chè, chúc mình chè cho. Hãy ta miền phêl mưa bệnh bản tù phá ông. Miền phêl tình tinh bệnh bản tù phá ông. Miền phêl prao bệnh bản tù rồi phá ông. Đang bay rùm lực, đó đuông chất bỏ dường. Hãy nè đại đáp kênh từ tù bàn nơi bệnh bố. Khi từ tù bàn nơi phép chùm rong chùm rong, phần này ai sẽ kể đây chùm nưa. Chúng bàn nơi không bệnh không bị tùm nốc đồng càng, chùm phúc tì mở rôi đọc rộng buôn. Khó thì đọc và khó thì đọc môi thật tù bồng cung. Xoay ngơ rốt bọn ông, giang ốc bị chật. Xôm cung bằng đau ý, ai tù bồng cung, nghĩa chênh bị bắt bằng chìa. Rồi bỏ bỏng lại. Tôi muốn cùng xoay ngược bỏng. Xoay ngược bỏng tạm rịa ca đại dân ạ tây thang. Chầm nai bê ngập nghiêm cho môi nông bỏng. Chầm nai bê cho môi nông bệnh bẩn tù. Rồi bỏ bỏng. Hãy bẩn tốt màu. Mà bị bắt bẩn chia rồi bỏ bỏng lại. Tôi muốn cùng rẽ xa bệnh bẩn tù rồi bỏ bỏng. Túc nó không chất. Bởi vì dùng bàn bệnh bẩn tù là dù bệnh bẩn tù nó túc nó không chất. Bạn đang bây cùng ai Phật ẩm phương bạp tuộc nâng bệnh hạ tây là bọc ông. Cảm ơn dừng chăm nâng bệnh bản tù bọc ông. Bảo bệnh bản tù bọc ông. Lúc nè bọc ôn chỉ riêng ra hốt nó bảo chỉ riêng ra hốt nó. Lúc nè bọc ôn nâng châm ràn khlang lang. Nơi khăn ông bọc ông. Nơi phê là lúc nè bọc ôn nâng châm ràn châm ràn khlang lang nâng khăn ông bọc ông. Phê nụ lúc nè bọc ôn. Cứ cách ca đại lúc nè bọc ôn thơ. Cứ chính là lửa ẩm phở bàm. Chính là lửa ẩm biếp này lúc cái này. Lúc này bóng ôn nông miền Paul. Vứt chùm miền. Nơi khôn ông chí vật. Rồi bỏ lúc này bóng ôn nông ọc này. Chẳng à ha. Đại trời ca xâm rập tháng ngày này. Phê này. Rốt đời ca này. Bất chìa xâm khăn. Chẳng hai bàn này lúc này bóng ôn trời. Tại miền phép bần tu. Phê miền phép bần trăm phép bần tu. Dô phép bần tu pra tờ tam. Phêl về lia nâng rồi đời ca đâm rơi ca đại lục này bóng bồn trời ca. Khi em chưa tha lục này bóng bồn nâng tờ tu bàn nơi phép bần tu lọ lọ. Đâm bây phát đoàn cũng lăng chất đoàn lục này bóng bồn xâm rập trời tam rồi đời ca. Rồi đời ca này chia rồi đời ca này ca thư xâm kriêm khẳng ai bình nhiên. Chia rồi đời ca đại dương á đại thàn chô từ chất phép cho mẹ cha. Đâm bây tờ tu bàn nơi xích đi xâm khâm. Nơi khốn nông bị phốp lục, đại kỳ bụi, đại kỳ bỏ râm, ông bị chùm ngư. Đại kết riêng đào bị phình sẽ có lục. Lúc này bọn ôn chô, rẽ xa bệnh bản tù này, tức nó không chất, tức nó không cầm nhận. Nước lúc này bọn ôn dược chê chùm nè. Tên lưu ca thay khai, tên lưu ca bụi bàn mở rồi phía rồi. Bà ta hạ để than cho mọi khi em, bệnh bệnh đà đại dịp bệnh đồng minh phải chân cầm nhận. Xong ai bệnh bằng tu đi bằng chú rút chú riêng nơi khổng cổ ai bệnh đồn. Rồi bằng bọn tu bằng cung nâng tu bằng cung phong. Xong ai bệnh bằng tu nó chỉ ở hạ để đón cùng lăng chất. Đó bằng bọn tu bằng cung chỉ riêng ở rô bêl tại cột trời cá. Cứ xong ai bệnh bằng tu đi bằng phó lăng. Đã tươn chất cột, rồi lực chất cột. Đó sẽ cái đây xứng khâm tại cột trời cá. Nơi khổng cổ lạ thịt sẵn đâu. Tôi bằng cung xong ô con bóng, hay tôi bằng cung xong thoai bóng phá ôn bóng tôi bằng cung xong thoai nhạc mơ tầng ô này, đại đạp rõ nộp phần niêm rõm cha, Phật Giê-xu-christ. Amen. Chúng rịp lìa lúc này bóng phá ôn bóng này.